Vâng, chào mừng toàn thể anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của đồ gỗ nội thất Chiến Loan. Và video mới nhất ngày hôm nay thì bên cơ sở em xin trân trọng giới thiệu gửi tới tất cả anh chị quý khách hàng mẫu sản phẩm Nghê Bảo Đỉnh gỗ hương đá và hàng 8 món nha anh chị nhá. Đấy, trong video lần trước của bên cơ sở em ấy thì em đã quay một cái video là hàng đang phun bắn màu. Đấy, và bên cơ sở em vừa mới phun bóng hoàn thiện xong. Nếu mà anh chị nào mà có yêu thích bộ sản phẩm đẹp như này, kê vào không gian bằng cách của nhà mình ấy, thì liên hệ đặt hàng trực tiếp tại xưởng đồ gỗ nội thất Chiến Loan bên em qua số điện thoại là 0962 834 297 nhá. Dạ vâng, bộ Nghê Bảo Đỉnh này chất liệu là gỗ hương đá hàng khuôn tranh 4 mặt bán là dày 2 phân nha anh chị nhá. Đấy, video trước bên cơ sở em đã công khai báo giá bộ sản phẩm này là 72 triệu. Vâng, 72 triệu hàng 6 món. Đấy, tay 12 và chân 14 anh chị nhá. Tay 12, chân 14 hàng 8 món. 6 món thì bên cơ sở em đang bán là 65 triệu. Đấy, và thêm 2 chiếc nữa thì một chiếc đôn kèm lớn và một chiếc đôn ngồi này thì bên em đang bán là 72 triệu nha anh chị nhá. Đấy. Và đây em sẽ xin đi vào thông số kỹ thuật của từng món một cho anh chị cũng biết kích thước độ dày bao nhiêu. Đấy, bộ 12 tay chân 14 ấy. Vâng, tay 12 chân 14 là cực kỳ khủng, cực kỳ dày dặn. Vâng, trước mắt anh chị đây là một chiếc đoạn dài. Đấy. Vâng, chiếc đoạn dài này bên cơ sở em làm có kích thước bề dài là 2m30, sâu là 79 phân. Và chiều cao bên cơ sở em làm ấy thì là cao 1m50 nha anh chị nhá. Cao 1m50. Toàn bộ khung trương là trương liền và hàng đục thủ công. Đấy, trương liền hàng đục thủ công nha anh chị nhá. Và trương này bên cơ sở em ấy là trương đục hai mặt. Trương này bên sở em là đục hai mặt nha anh chị nhá. Và đây phía mặt sau. Đấy, phía mặt sau. Và đây tay bên cơ sở em thiết kế toàn bộ là tay 12 nha anh chị nhá. Tay 12. Và tay nghê dưới là tay nghê đặc, tay nghê liền cũng toàn bộ là đục thủ công nha anh chị nhá. Đấy, tay nghê đặc hàng đục thủ công. Khuôn tranh của chiếc đỏ này là khuôn 4, mặt ván là dày 2 phân. Đấy, mặt ván dày 2 phân nha anh chị nhá. Phong vách ấy, thì bên cơ sở em đục bộ sản phẩm này là tam sư và hai bên riêng mỗi bên một con lân nhá. Một chiếc đoạn cực kỳ đẹp. Và đây tay nghề cũng toàn bộ là tay nghề liền đục thủ công nha anh chị nhá, đục thủ công. Đấy, hàng đục thủ công cực kỳ đẹp. Và tiếp theo thì là hai chiếc ghế đơn rồi. Vâng, hai chiếc ghế đơn này bên cơ sở em làm có chung một cái trước. Đấy, bề dài là 40, bề ngang cũng là 40 phân trên mặt khuôn tranh nha anh chị. Khuôn tranh thì là khuôn tranh 4. Đấy, khuôn tranh 4 này. Đấy, mặt ván là dày 2 phân nha anh chị nhá. Đấy, bộ sản phẩm hàng 8 món này ấy, thì anh chị đã xem kênh YouTube của bên cơ sở em và đặt hàng, gọi điện đặt hàng trực tiếp bên cơ sở em và anh đặt hàng 8 món nha. Và đây là một chiếc đôn kèm lớn đầu bài. Vâng, kích thước bên cơ sở em làm ấy thì là 81 nhân với 45 nha anh chị nhá. Đấy, bên em là có đục ở trên mặt ván là thuận buồm xuôi gió. Đục thuận buồm xuôi gió này. Đấy, và chiếc bàn đôn kèm lớn này ấy, thì bên em là có thiết kế cả ngăn kéo ấy. Cả ngăn kéo nha anh chị nhá. Để cho anh chị có thể thuận tiện để những cái vật dụng gì à. Đấy, ngăn kéo. Và một cái chiếc đôn kẹp đầu bàn nha anh chị nhá. Vâng, chiếc đôn kẹp đầu bàn này kích thước bên em làm mẹ thì là 65 x 45. Đấy. Đấy. Bên em là có đục mà con rồng ở chính điểm tâm này giữa này. Mặt ván này chị, toàn bộ sản phẩm này là khuôn tranh 4, mặt ván dày 2 phân và toàn bộ là bên em có vén công tứ diện toàn bộ nha anh chị nhá. Vén công tứ diện, đục tứ góc. Đấy, có đục tứ góc đây. Đấy, đục tứ góc. Và cuối cùng thì là hai chiếc ghế đơn nhá. Vâng, hai chiếc ghế đơn này thì bên cơ sở em làm có chung một kích thước. Bề dài là 1m01, sâu là 79 phân và chiều cao ấy. Chiều cao của chiếc ghế này thì bên em làm là cao 1m48 nha anh chị. Vâng, cao 1m48. Hàng trương liền đục hai mặt. Đấy. Hàng trương liền và đục hai mặt. Đấy, tay 12 và tay nghê dưới là tay nghê liền. Chân 14. Hàng toàn bộ là khuôn 4 ván 2 nha anh chị nhá. Khuôn tranh dày 4 phân, mặt ván là dày 2 phân rồi. Vâng, cuối cùng của bộ sản phẩm hàng 8 món này thì là một cái chiếc bàn lớn nhá. Kích thước bên em làm mẹ là 81 x 1m57 trên mặt khuôn tranh. Đấy, mặt ván là dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân nha anh chị. Mặt ván này thì bên cơ sở em mà có đục là tứ linh.
tứ linh long lân quy phượng nhá. Đấy, long lân quy phượng. Và đều có thiết kế hai chiếc ngăn kéo hai bên. Rồi, ngăn kéo anh chị có thể tiện lợi mở ra mở vào. Rất chia tiện lợi và để những cái vật dụng gì ở gia đình của mình. Vâng, và em sẽ xin quay toàn cảnh của bộ sản phẩm này cho anh chị cùng xem. Đấy, bộ sản phẩm nghe bảo đỉnh đang cực kỳ là hot của năm 2021 năm nay nha anh chị nhá. Đấy, bên cơ sở em đang hoàn thiện rất chi là nhiều. Đấy, nếu mà anh chị nào mà có yêu thích bộ sản phẩm này kê vào không gian một cách của nhà mình ấy, thì liên hệ trực tiếp tại xưởng đồ gỗ nội thất Chín Loan bên em. Số điện thoại là 0962 834 297. Vâng, xưởng em nằm ở tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội nha anh chị nhá. Rồi, vâng, em sẽ xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và khách hàng trong những cái video tiếp theo.